Quý vị và các bạn, là trong cái buổi chia sẻ với quý anh chị em và các bạn hôm nay thì hiện tại thì chúng tôi đang đứng ở một cái khu đô thị được xem là đẳng cấp bậc nhất của khu đông Sài Gòn. Và đây là một trong những cái khu mà nếu anh chị em và các bạn có thể đã từng nghe qua và khá là quen thuộc, đó chính là khu Lakeview của Novaland. Trước mặt quý anh chị em và các bạn thì là khu biệt thự song lập và đơn lập đã được xây dựng hoàn thiện. Và trong cái khu này thì là các cái dự án, các cái căn hộ ở đây thì được xây sẵn và trang trí ở phía bên ngoài thì hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng. Tính từ cái thời điểm mà bắt đầu cái dự án này mở bán tới ngày hôm nay thì có thể là dự án này đã có cái mức tăng khá là tốt, lên tới mức là 2,5 đến 3 lần. Và trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì chúng tôi sẽ dành ra ít phút thời gian để có thể cùng với anh chị em và các bạn gọi là review xem qua cái khu này. Thì hiện tại sau khi đã đi vào bàn giao cái dự án này cho những người đầu tư cũng như là những cư dân thì nó đã hiện trạng nó đang như thế nào, và cái mức độ lấp đầy ở cái khu vực này nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng với admin review qua từng cái góc của cái khu vực này. Chúng ta sẽ vâng, thưa anh chị em và các bạn, là đây cái khu vực này là một số cái căn biệt thự là gọi là đơn lập, diện tích của nó khá là lớn. Đây, bắt đầu từ chỗ này mà đến bên này chắc là khoảng tầm cỡ khoảng 20 mét đấy, 20 mét, và dài chắc cũng 30 mét, tức là khá là rộng luôn. Đây anh chị em và các bạn xem, đây là các cái biệt thự gọi là đơn lập. Chúng ta sẽ đi lại gần hơn chút nữa để cho có thể xem những cái căn đơn lập mà có cái view phía sau là sát với lại cái hồ điều hòa này, xem là như thế nào anh chị em và các bạn ha. Về cơ bản thì các cái căn biệt thự ở đây thì đã được bàn giao, nhưng mà người chủ thì cũng tỷ lệ đến đây để hoàn thiện để ở thì cũng thực sự là chưa nhiều. Và nhìn thấy có những cái việc là hình như là các cái căn này thì chủ yếu là dân đầu tư mua để đây và có thể là sẽ bán lại hay như thế nào đó thì chưa biết. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy được rằng là các cái dự án này kiểu như ở Lakeview này là một trong những cái dự án mà thực sự là rất rất cao cấp luôn, tức là hiện tại được gọi là cao cấp nhất khu vực phía đông Sài Gòn. Và gần như là những cái căn biệt thự ở đây thì bây giờ với có một cái giá mà khá là cao, đôi khi là giá của cái căn biệt thự ở đây thì lên tới mười mấy tỷ luôn, tức là 15, 16 tỷ, thậm chí có những căn lên tới cả hàng triệu đô đấy anh chị em và các bạn. Nhìn thế này thôi, nhưng mà để có thể sở hữu được một căn như thế này thì chúng ta phải bỏ ra tới hàng triệu đô để có thể sở hữu được. Và cái bất động sản mà chúng tôi đang muốn nói và chia sẻ với anh chị em và các bạn ở đây thì là một trong những cái bất động sản được coi là rất là ít về nguồn cung, tức là cái tỷ lệ mà số lượng căn hộ thì ra đời cũng không nhiều lắm đâu. Chủ yếu là chung cư và chủ yếu là đất nền phân lô thôi. Còn cái kiểu mà xây thành cái biệt thự song lập, đơn lập và phía bên xa bên kia thì là xây theo kiểu là biệt thự nhà phố liền kề thì thực sự số lượng là không nhiều. Tuy vậy thì hôm nay chúng tôi muốn quay để giới thiệu với quý anh chị em và các bạn, mục đích là xem là khi mà những cái dự án này đi vào cái bàn giao hoàn thiện thì thực tế nó gọi là cái tỷ lệ lấp đầy của nó là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ đi sát hơn vào một số cái căn sát phía bờ sông để có thể xem gọi là cái hồ điều hòa để có thể xem chi tiết hơn. Đây thưa anh chị em và các bạn, ở đây thì họ thiết kế rất là cực, phải nói là đây là một trong những cái khu mà căn hộ gọi là cực kỳ hiện đại và được gọi là đẳng cấp bậc nhất khu đông Sài Gòn, và cũng có thể nói là đẳng cấp hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh luôn anh chị em và các bạn. Tức là mỗi cái căn ở đây thì ngoài cái phía xa là chúng ta thấy là gọi là những cái căn hộ liền kề theo kiểu là gọi là căn hộ 4 với 5 mét là xong đấy xây liền kề nhau, thì ở phía bên mạng bên này sát đây
thì chủ yếu là các cái căn gọi là căn biệt thự đơn lập, song lập và có cái giá rất là cao, nhưng mà họ thiết kế thực sự là rất là đẹp. Ở đây chỉ là cái mặt sau thôi, thì chúng ta sẽ quay sang cái phía mặt trước của cái khu vực này để có thể biết được là cái cửa chính của các cái căn này nó như thế nào. Còn phía xa chút xíu bên kia thì chúng ta sẽ xem chút xíu, chúng tôi sẽ đến lại gần hơn để có thể anh chị em và các bạn có thể view chính xác hơn và cái những cái tiện ích ở cái khu vực này thì nó có những cái gì chúng ta sẽ biết. Thì chúng ta sẽ đi ra phía trước của cái căn biệt thự đơn lập và song lập này. Đây thưa quý vị và các bạn, đây là phía trước của các cái căn biệt thự đơn lập, song lập mà cái phía hồi nãy thì chúng ta được quay là phía sau. Thì hiện tại thì khu thì cũng đã đi vào bàn giao cho chủ của các cái căn hộ này. Vì vậy thì chúng ta thấy được rằng là sau cái khoảng thời gian bàn giao khá là lâu rồi, thì cái tỷ lệ lấp đầy ở đây hiện tại thì cũng chưa thực sự là nhiều lắm, và có thể là chỉ mới chiếm khoảng tầm từ 10-15% cái tỷ lệ lấp đầy thôi. Còn lại rất nhiều các cái căn hộ thì chúng ta nhìn thấy ở bên trong thì còn chưa có trang trí. Ở phía các cái căn hộ liền kề thì có lẽ là số lượng các cái nhà họ như về nhận nhà, bàn giao và trang trí hoặc là về đây ở thì cũng đã có phần nhiều hơn so với lại những cái căn biệt thự song lập và đơn lập. Bởi vì ở đây thì có lẽ là chúng ta thấy được là chủ yếu là người ta bỏ tiền ra mua, ở đây thì mua để đầu tư thôi, nên là có thể là họ chưa có một cái căn nhà khác để đang ở rồi, hoặc là họ đã có cái nơi để sinh sống rồi, nên họ gần như là nhận nhà và đang để như vậy thôi, chứ chưa có gọi là trang trí gì cả. Đây là cái hông. Cái này là cái hông để chúng ta có thể đi ra phía đằng sau. Hông này là đi ra phía sau. Phía hồi sau. Và cũng đây là cái dọc này là cái dọc các cái căn biệt thự, gọi là các cái căn nhà phố liền kề, nên là số lượng người ở thì nhiều hơn rồi, nên có xe lác đác ở đây rồi. Vâng, thưa quý anh chị em và các bạn, từ góc phía bên này nhìn sang thì chúng ta sẽ thấy rõ nét hơn là các cái căn biệt thự đơn lập mà nó liền kề nhau như thế này. Ở hai cái khoảng trống giữa thì nó sẽ tách biệt ra, và cả một cái dọc gần cái hồ điều hòa này thì nó sẽ xếp đâu đó khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, khoảng hơn 20 căn thôi, khoảng tầm 20-25 căn. Mặt trước của nó thì phía bên kia, còn mặt này là mặt phía sau. Thì chúng ta thấy là toàn bộ cái khu vực này thì được xếp liền kề nhau những cái căn biệt thự đơn lập như vậy. Và thực sự là chúng tôi đi lướt qua cái khu vực này thì thấy là các cái căn biệt thự này thì gần như là rất ít các cái hộ về đây ở, và tỷ lệ thì khoảng 25 căn thì chắc khoảng 3-4 căn. Đây căn này thì có người ở rồi này. Đây căn này có người ở rồi này. Căn phía trên kia cũng có người ở kìa, căn này. Đây này. Đấy, khoảng 3-4 căn là có người ở thôi. Còn lại thì gần như là cũng còn chưa có người ở. Và cái khu này thì khu đúng là thực sự là nếu mà có tiền ở thì rất là tuyệt vời luôn. Vì vậy thì cái video chúng ta quay để thấy được rằng là những cái khu vực như thế này thì thực sự là cái dân mà mua đầu cơ thì rất là nhiều, chứ không phải là gì là mua để mà ở nhiều lắm đâu. Nên là chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà như chúng tôi đã nói ở đầu video, tức là cái tỷ lệ mà số lượng cái căn như thế này và số lượng cái nguồn cung của những cái dự án nhà liền phố liền kề kiểu như thế này đâu có nhiều đâu, nhưng mà đâu phải là cứ có dự án rồi bán rồi có người dân ở đâu. Lâu lắm rồi, chúng tôi đi qua khu vực này khá là lâu rồi. Chúng ta sẽ quay sang bên khu gọi là nhà phố liền kề để cho anh chị thấy cụ thể hơn. Đây anh chị này, bên phía này thì nhà phố liền kề. Phố liền kề thì họ cái xây liền kề nhau, chung tường với nhau như vậy luôn. Là chúng ta thấy được rằng là bên cái phần nhà đi liền kề thì cũng chưa có người ở, rất ít luôn. Chúng ta lại sát lên một chút nữa để xem cụ thể như thế nào anh chị em các bạn ha. Đây anh chị này, họ đã nhận nhà rồi. Đây, họ đã nhận nhà rồi. Anh chị sẽ có thể coi này. Họ đã nhận nhà cụ thể rồi. Và khi nhận rồi thì thực sự là chưa có ở đâu. Mới chỉ nhận nhà và chưa có hoàn thiện đâu. Đây, rất nhiều các cái căn như thế. Nó liền kề một cái khu vực dài nhiều và còn đang bỏ trống rất là nhiều.
tỷ lệ lấp đầy ở những cái khu như thế này thì thực sự là rất là ít luôn anh chị. Lâu rồi, tôi nhớ không nhầm thì chắc là cũng phải được khoảng 6 hay 8 tháng rồi nhận nhà của cái dự án này, thì từ đầu năm 2018 cơ. Nhưng mà vẫn còn đang bỏ trống rất là nhiều, nhận xong rồi để trống như thế này thôi, chưa làm, đang triển khai làm. Và cũng chưa biết được là đến khi nào thì cái dự án này sẽ được lấp đầy và đông đủ dân cư. Tuy vậy thì tại thời điểm hiện tại thì cũng còn rất nhiều, phía ngoài thì nhìn là giá rất là chỉnh trang rồi, thành một khu đô thị không kém gì khu đô thị ở Hàn Quốc đâu anh chị em và bạn. Nếu chị em và bạn nhìn thì thấy là nó đẹp như là một khu đô thị ở bên Hàn Quốc luôn, chứ không hề kém bất kỳ một cái khu đô thị nào khác đâu. Nhưng mà cái tỷ lệ đây, căn hộ bên này chị em và bạn thấy là cũng đang còn rất là lộn xộn. Ở phía ngoài thì đã hoàn thiện, nhưng bên trong thì họ nhận nhà xong thì họ cũng chưa ở đâu. Đây anh chị em và bạn thấy này, chưa ở và chưa làm gì hết. Căn tiếp theo này, chúng ta đi 3-4 căn liên tục kề nhau để chúng ta thấy được rằng là thực tế thì những cái dự án cao cấp như thế này thì không phải lúc nào cũng được lấp đầy, không phải lúc nào cũng cứ có người nhận nhà xong là nó sẽ xong. Đây anh chị thấy không, đó là căn thứ ba, là liên tục trong các cái căn liền kề nhau để anh chị thấy được rằng là nó cũng còn nhiều vấn đề lắm. Thị trường nó tăng quá mức thì cái câu chuyện là những cái căn hộ như thế này rất dễ sẽ để thành một cái khoản, gọi là nó, nếu thị trường bất động sản mà như dự báo thì nó sẽ rất dễ để thành một cái gọi là cái tồn kho bất động sản rất là lâu luôn. Đó, 3 căn, 4 căn, 5 căn thì mới có một căn anh chị em và bạn, có một căn có người ở đây. Căn tiếp theo đây này, căn A đường D đấy, đó, căn này cũng chưa có người ở và chỉ có cái căn tiếp theo kia ở, thì trung bình là chỉ 5-6 căn thì sẽ có một căn có người ở về đây ở thôi, còn rất là ít, còn tức là để lấp đầy thì còn lâu lắm. Nói chung là cũng phải ít nhất thì cũng phải 1-2 năm tới thì mới lấp đầy được cả khu này. Khu này là chúng tôi đánh giá là một trong những khu gọi là xịn hàng đầu, gọi là rất là đẳng cấp luôn. Nhìn cách xây dựng và các thứ thì đẳng cấp rồi, các cái khu mà gọi là cái không gian để trống ra để có thể tập thể dục này, rồi có thể là hồ bơi này, rồi các cái công viên. Và đặc biệt là ở đây thì cái khu vực này thì phía sau của khu này thì là giáp ngay với đường cao tốc, còn phía sau của cái khu liên kế này thì là cái gọi là cái khu bờ sông. Chúng ta sẽ đi ra cái khu bờ sông để nhìn xem là cái khu bờ sông cụ thể như thế nào. Đây anh chị này, rất nhiều họ căn hộ họ trao mà gọi là treo biển bán, và nhận nhà xong thì họ chỉ treo biển bán. Đi thẳng ra phía này sẽ là bờ sông, ở phía đó ta sẽ tiến về phía bờ sông xem như thế nào. Thiết kế giữa các cái khu với nhau thì khá là đẳng cấp nhá. Ở giữa các cái khu có một cái khoảng trống không gian kiểu cái công viên mini nhỏ thế này để phục vụ cho các cái tiện ích cũng như là cái thoáng của cái khu. Còn ở phía này thì là giáp bờ sông này anh chị em và các bạn. Đó, đây là khu vực giáp bờ sông. Giáp bờ sông thì sẽ bố trí thêm một số các cái máy tập thể dục rồi các thứ để sát cái bờ sông, cái kênh này khá đẹp. Chúng ta đi sát lại xem như thế nào anh chị ha. Đây anh chị, hướng này là sẽ đi về đồ xuân hợp và hồ bơi, câu lạc bộ thì đi về hướng này, còn đi về đường Nguyễn Duy Trinh thì đi hướng này. Bờ sông thì đây, cụ thể thì nó sẽ là như thế này đó. Anh chị thấy là đây là khu vực là bờ sông. Đấy, khu vực bờ sông phía cái trước mặt anh chị em và các bạn đó là cái khu chung cư Petroland. Đấy, đó là khu chung cư Petroland, anh chị em và bạn nhìn thấy khu màu vàng đó là chung cư Petroland. Đây, cái mật độ không gian khoảng trống thì khá là ok, khá là tuyệt luôn. Thì tất cả mọi thứ đều rất tốt, rất good, rất tuyệt vời luôn. Không gian khoảng trống rồi, không gian bờ sông rồi các thứ thì rất là tuyệt vời luôn, không thể chê vào đâu được. Tất cả thì chúng ta nhìn thấy là qua phía bạn bên kia là khu khác, còn ở đây thì khu này vẫn là thuộc khu của khu Lakeview sát bờ sông luôn. Đây chị em và các bạn, chúng ta thấy là rất đẹp luôn, rất tuyệt vời luôn đấy anh chị em và các bạn. Nếu mà chưa xem qua khu vực này, và cái khu vực này cũng rất là gần luôn, sát gần luôn đầu lối lên của đường cao tốc, nên là chúng ta sẽ thấy nó rất đẹp, rất tuyệt vời, rất đẳng cấp. Và cái kết luận của cái kết của cái video ngày hôm nay thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng ta thực sự là phải thấy được rằng là có thể sẽ phải nhìn nhận lại về thị trường bất động sản, về cái phân khúc gọi là
cao cấp mà ít về nguồn cung như thế này mà vẫn còn đang gặp rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới tỷ lệ lấp đầy, thì có thể là chúng ta cần phải nghiên cứu và xem xét lại về cái phân khúc gọi là phân lô bán nền ở cái khu vực xa, cũng như là những cái khu ví dụ như là chung cư mà gần đây thì có rất nhiều là các cái đơn vị chào mời và thổi bơm thổi, chứ không phải là cái việc chúng tôi dự báo thị trường bất động sản trên dựa trên cái cơ sở lý thuyết đâu, mà thực tế thì chúng ta sẽ đi cập nhật các dự án, đi xem cái tỷ lệ lấp đầy, đi coi lại xem thực tế là những gì mà trên giấy bút họ nói thì với lại thực tế thì nó có đúng không, nó có phải như thế không. Và khi mà đi vào hoàn thiện như này rồi mà số lượng người ở, số lượng lấp đầy liệu có thực sự là nhu cầu thực sự không, hay chỉ là nhu cầu đầu cơ tích trữ. Thì từ cái video như này, từ những video gọi là review cụ thể cho anh chị em và các bạn thấy như thế này, thì có thể là một phần nào đó anh chị em và các bạn có thể định lượng được, có thể cân nhắc phù hợp hơn cho cái câu chuyện là đầu tư, cũng như là cho cái câu chuyện là xem xét là bỏ tiền để giải ngân vào thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng rằng là những cái thông tin mà chúng tôi cung cấp, những cái thước phim, những cái hình ảnh mà chúng tôi cập nhật sẽ giúp ích cho quý anh chị em và các bạn nhiều hơn cho cái việc là định lượng các cái vấn đề hiện tại của thị trường, cũng như là xem xét cân nhắc kỹ lưỡng trong việc ra quyết định đầu tư vào bất động sản và thị trường bất động sản. Và có thể cân nhắc giữa cái việc là nếu mà mua để ở và mua để đầu tư thì có nên vay ngân hàng để mua hay không. Thân ái và chào, hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye chị em. Rất cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua.